Tôi muốn chào quý anh chị nha. Đấy, hôm nay em sẽ lên cho anh em mình một mẫu xe 7 chỗ. Đó là Chevrolet Captiva nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị nào xem được video của em Tuấn á, đó thì cho em một nút like, nút đăng ký kênh và Tuấn Ô tô Bình Dân nha. Đó, số điện thoại chính của em là 0904 804567 nha. Sau đó có xài số Zalo chính nha quý anh chị. Còn tất cả các xe bên em bán ra, em sẽ bao hồ sơ cho quý anh chị luôn nha. Đó, con này là mang biển 73A nè. 0506 nè. Đó, thì xe bề ngoài mang một vẻ màu đen bóng này rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Mẫu xe rất là hầm hố luôn. Con này là Captiva đời 2009 nha quý anh chị. 2009 nó sẽ ra có mấy cái này thêm nè. Đó, có cái xi nhan này tích hợp bên này nè. Về cái đuôi sau. Cái đuôi sau là cái đèn bông khác nha quý anh chị. Đấy, 2009 Captiva màu đen chuẩn xe gia đình. Con này rất là cộp luôn nha quý anh chị. Không lỗi nhỏ luôn. À, quý chị nào muốn xem mẫu xe này á thì vui lòng alo cho em Tuấn theo số điện thoại 0904 804567 nha. Ở cái con này bữa qua á thì nó có rách hai cái bên ghế, em cho may mới cho anh em rồi nha. Đó. Thì bây giờ em sẽ mời anh chị vào cái phần khoang nội thất trước nha. Đó, con Captiva nè. Đấy, cánh nỉ nè, đẹp không? Cánh nỉ nguyên zin từ nhà sản xuất nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, von ga đâu nè. Von ga đâu rất là dày nha quý anh chị. À, mấy con này thì không ai đi chạy taxi dịch vụ đâu, mà cái vấn đề đó quý anh chị mà bỏ qua nha. Đấy, còn keo chỉ nè, ốc đâu nè, chưa có dấu vết nào mà đâm đụng hoặc là tháo lắp gì hết nha quý anh chị. Thì xe này được ốp vân gỗ ngay bên này nè, ốp vân gỗ, túi khí bên phụ nè và một túi khí bên tài cho tích hợp vô lăng nha. Xe được trang bị cái màn hình DVD rồi đó. Thì xe con này đẹp miễn cái bàn rồi quý anh chị coi nè, lâu ngày nè nó bám dơ nè đó. Còn ốc tán rồi thì rinh hết theo xe nha. Đấy, xe thì sạch sẽ sẵn mới xài thôi, không có làm một cái gì hết nha anh em. Đấy, củ số vô lăng rồi rất là đẹp luôn, trần nỉ nè. Đấy, anh chị em nào mua con này đi gia đình thì hết nước chấm luôn nha. Đó, màu đen nè, con này sơn zin còn trên tầm cỡ 50-60% nha. Đó, màu đen bóng rất là đẹp luôn nha. Sơn con này đẹp đẹp, gọi là đẹp căng luôn á. Đó, 4 lớp được thay 4 lớp mới. Đấy, 4 lớp con này là 4 lớp mới nha. Anh chị thấy lời giờ lời được 4 cái lớp rồi nè. 4 cái lớp con này phải cỡ mười mấy triệu quá. Đó. Đây, con nội thất ở sau nè, ngồi vô là rất là rộng rãi luôn nha. Đó, đi 7 người. Con này là mà 5 cộng 2. Đó. Nội thất nè. Đấy, bên em có cồ cáp trao đổi tất cả các xe. Quý anh chị có xe cũ muốn đổi. Đấy, thì vui lòng alo cho em Tuấn nha. Đó, có nhận trao đổi xe luôn. Đấy, anh chị có xe này muốn trao đổi mẫu xe này thì alo cho em nha. Đấy, nỉ rất là đẹp luôn, tem mát đâu nè. Đó, theo năm tháng thì mẫu xe rất là đẹp rồi. Đó, khỏi cái bàn và chất con này đi, không lỗi nhỏ nha quý anh chị. Keo chỉ nguyên zin, em bao cho anh em là test thợ thầy tại cửa hàng bên em nha. Đấy, ở sau nè, đèn đây thì bên em gọi là đèn, nó lên đèn bông, nó quay phim mới nè, nó được đèn này. Còn cái đèn cũ thì nó khác nha. Đấy, đời 2007, 2008 thì nó khác kêu quý anh chị. Đó, mẫu xe cực kỳ hầm hố luôn, gầm cao mấy thoáng nha. Đấy, con này thì được trang bị cam lùi rồi nè. Em sẽ mở cốp lên nè. Đấy, anh em mình coi cốp sau nè. Xe mới về nó hơi dơ mấy chỗ, em sẽ cho anh em nó vệ sinh ra nè. Đó, đồ học đồ nghề còn đủ đồ luôn nè. Đấy, hiện tại thì xe đang nằm tại 392 đường DT743, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Giang An Bình Dương. Quý anh chị nào muốn xem xe chạy thử thì vui lòng alo cho em Tuấn nha. Theo một số điện thoại chính là 0904 804567 nha quý anh chị. Đó, ốc tán luôn nè, chưa có dấu hệt vết gì mà gọi là tháo lắp gì nha quý anh chị. Đó, quý anh chị khổ phải bàn về chất con này đi. Con này chất xe chạy ít lắm mà đẹp lắm quý anh chị. Đó, con này chạy rất là sướng luôn nha. Còn gầm bệ thì khỏi bàn luôn. Thì bây giờ em xuống cái gầm bệ cho anh chị mình xem nha. Rất là chắc chắn nha quý anh chị, xe Mỹ á, bô nè, đó, lớp sơ cua nè, không rất là đẹp luôn, đó, gầm bệ nè, đấy, gầm bệ rất là đẹp luôn nha quý anh chị, đấy, rồi em nói mức giá bán luôn nha, đấy, con này được cái đèn rất đẹp, con này em bán chỉ có 235 triệu thôi nha, 235 triệu, giá trên còn bớt còn thương lượng cho quý anh chị nha, giá có bớt có thương lượng hết luôn, vỏ rất là dày luôn, mầm lớn rất là đẹp, đấy, đây là keo chỉ bên cánh nè, không. Đây là keo chỉ zin nè. Đó. Con này mà phát hiện lỗi hoặc là keo chỉ đứt nối, quý anh chị dắt theo thợ thầy, mà thợ thầy mà nói keo chỉ có đứt nối hoặc là có đâm đụng, em sẽ hồi tiền cho quý anh chị là 20 triệu tiền về xe nha.
đó, kèm theo lời xin lỗi của bên em luôn nha. Đấy, quý anh chị chờ tiếp thợ thầy thoải mái nha. Đấy, thợ thầy ghê ra chết, thợ thầy thoải mái luôn. Đấy, con này kính auto nè quý anh chị. Đấy, mấy cái nút nè rất là mới luôn. Đấy, gương kính này gặp điện nè, chỉnh điện rồi nè. Mấy nút này còn rất là mới luôn, vô lăng đồ rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, anh chị xem xe nè đẹp không. Đấy, bây giờ em sẽ vào sơ cái phần máy móc cho quý anh chị mình xem thử nha. Mà sao lẹ cái là qua đời 2009 nè, xe số sàn nó mất cái ghế chỉnh điện nè. Đây cái nhà sản xuất làm nha. Đó, đây là ghế chỉnh cơ nha quý anh chị. Đây, hốc cánh hốc cửa nè, đẹp không quý anh chị. Tem mát sườn còn đầy đủ luôn. Em bán chỉ có 235 triệu nha. Giá trên là còn bớt còn thương lượng cho quý anh chị luôn nha. Đó, anh em nào thích đó thì alo em liền nha. Theo số điện thoại này nè, 0904804567 nha. Bây giờ em sẽ mở cái con máy cho quý anh chị mình coi thử nha. Đó, mình mở lên, nó có cái ti nó đẩy lên, nó có cái ti máy nó đẩy lên nha, cái ti nè. Đó, còn anh chị em xem nè, ốc cabo chưa ra nha. Đó, keo chỉ zin hết nha quý anh chị. Đó, 235 triệu để sở hữu một con Captiva gầm cao máy thoáng, máy rất là khỏe luôn nha. Máy con này 2.4. Đây anh em mình coi cái dàn đầu nè, bon nè, còn nguyên nè. Đó, bon tem mát rồi còn nguyên nè. Thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Có 235 triệu thôi nha quý anh chị, 235 triệu giá trên là còn bớt còn thương lượng nha. Chẳng phải là cao sao bán vậy nha. Đó, máy con này cực kỳ khỏe luôn nha. Đó, xe thì vô cùng đẹp rồi, về sẵn xài, màu đen bóng, lông lá đồ rất là đẹp luôn. Đấy, con này chạy ngoài đường thì khỏi phải chơi luôn, gầm cao máy thoáng to bự khỏi sợ ai nha quý anh chị. Đó, em chào quý anh chị luôn nha.